Nếu các bạn đang có nhu cầu mua vàng, mua ngọc hay là mua nick thì các bạn có thể truy cập ngay azgame.vn nhé. Mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả đấy. Ok và xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá cái map mới nhá. Nó là cái Deathstone Guard, tức là cái khí ga hủy diệt ấy. Đấy là nó một cách ngắn gọn nhá. Còn nó một cách dài dòng thì đó là một thằng nào đó nó đánh rắm thối vãi cả lìn ra. Và cái khí ga của nó trở thành một cái khí ga có thể giết chết mọi loài sinh vật sống trên trái đất. Và mình sẽ đóng vai trở thành một người đi giải cứu thế giới. Đó, thì từ từ. Cái này thì nó cũng giống như kiểu trong bản đồ kho báu các thứ thôi, nên là mình sẽ đi mua bùa nhá. Ôi được, được cái bộ oai hùng này, ngon. Mình sẽ mua thêm bùa da trâu này, mạnh mẽ này. Thu hút. Đó, thế này thôi. Còn đệ tử chắc không cần đâu, mình sẽ đấm tự đấm mà. Trong cái map này chúng ta sẽ cần khá là nhiều sức đánh ấy, nên là cho chin grab đi là hợp lý nhất rồi. Đó, chơi hết đồ lên cho sức đề kháng nó khỏe các bạn ạ. Để mình xem nào. Từ từ. Ui, mình muốn xem là mấy bọn kia nó đi cái level nào là hợp lý. Từ có level bao nhiêu? Từ 1 đến 100. Mà đến cái PT của thằng có set kích hoạt như thế này mà nó đi level 50 thì chắc là mình chỉ đi level 15 20 quá. Nhờ. Thôi mình sẽ đi level 20 nhá. Thôi 17. Giảm xuống 2 level cho nó dễ dàng một tí các bạn ạ. Chứ mình phải biết tự lượng sức mình chứ đúng không? Chứ bây giờ có phải đang chơi đồ đâu mà đi mấy cái level cao. Đấy. Ui. À từ từ. Ở trong này thì mình sẽ không bị trưởng được nhá, các bạn nhìn này. Đệ tử mình trưởng chỉ có 4 sát thương thôi, còn con cái con mà trưởng 50.000 này là con chim của mình ấy. Đó. Bao nhiêu máu? Ôi nó có 900.000 máu đấy các bạn ạ. Biết thêm mình đi level 20 nhỉ. Đi level 20 nó biết đâu lại đi được. Ủa vãi, con này 10 triệu á. Thấy anh Nĩnh bảo là đi mấy cái level cao cao ấy, quái nó toàn 1 tỷ máu, đi nó không đi được. Dạ thôi, mình phải biết tự lượng sức mình. Mình thấy cái này có nhiều người ta đi, còn nó còn được cải trang tăng 100% sức đánh cơ. Nhưng mà đấy là chắc cái level cao nhất ấy, level 100 thì chắc là sẽ được cái đấy. Còn mình đi level này chắc cũng nó cũng chỉ được tầm khoảng 10 đến 20% sức đánh thôi. Thế là cao lắm rồi các bạn ạ. Nhưng mà chắc chắn là mình sẽ lấy cái ảnh mà 100% sức đánh ấy để làm thumbnail cho clip này. Bởi vì nếu mà các bạn đã bấm vào clip này bởi vì cái thumbnail ấy nó là 100% sức đánh thì xin chúc mừng bạn đã bị lừa. Cái đấy là chỉ là để mình giật tít thôi, chứ làm gì có chuyện mà được 100% sức đánh như thế đúng không? Đấy là chỉ khi mà mình đi level 100. Cái map này nhìn nó mới. Đã rất là một thời gian rất là lâu rồi Ngọc Rồng không có map mới này. Nó có cảm giác lạ mắt cho game thủ một tí. Thu hút thêm người chơi mới. Nhưng mà nó giống kiểu map đảo Kame nhỉ. Mình nhớ là cái map mới gần đây nhất ấy, là cái map hình như là Potafe, cái bản sao ấy. Còn từ lúc đến giờ nó không có map mới nào nữa cả. Chơi nó có cảm giác nó nhàm chán ấy. Rộng phết đấy. Nhưng mà mỗi tội là không úp đệ tử được thôi, bởi vì đệ tử nó trưởng nó chỉ mặc định sát thương. Đó, thấy chưa, 27 nhá. Các bạn sẽ không thể nào mà trưởng được chết một con quái đâu. Ôi chết rồi. Mẹ hụt cái trưởng nó cũng khổ thật. Đó, mình không thể nào mà trưởng được chết nó. Nhìn này. Sát thương nó tối thiểu nó, tối đa nó chỉ là từ 4 đến 27 thôi, tùy vào nhân phẩm của bạn. Nhưng mà chắc chắn là sẽ không thể úp đệ tử rồi. Nhưng mà nếu mà đệ tử dưới 150 triệu sức mạnh thì có khi lại được nhá. Bởi vì lúc ấy nó chỉ có đấm mà. Còn khi nào mà trên 150 triệu sức mạnh thì nó chỉ có trưởng. Và mình cũng không hiểu cái tác dụng của con robot này nó là gì nữa. Như kiểu nó để cho đẹp ấy. Một thứ vô dụng hết sức. Tiếp theo là đến bóng tối đúng không? Map bóng tối. À đâu, băng giá đúng rồi. Từ từ mình sẽ cần có cái trang phò. Đấy, máy thế mình mang theo cái trang phò. Từ từ. Mặc cái da đai hút vào đã. Đây.
Có cái này đi cho nó an toàn. Không, nếu không có này chúng nó sẽ vả thẳng mặt mình và bảo là thằng ngu. Đây. Có này đi nó cũng tự tin hơn đúng không? Có thứ hút này, nhìn này. Một phát đầy máu luôn. À không đầy à? Cái này chỉ có 10% thôi. Mấy có trưởng được không nhờ? Mình nhớ là cũng có một lần mình xem trên YouTube ấy, thấy người ta trưởng được mà nhờ. Sao mình lại không trưởng được? Hay là do mình đen? Kawazu. Các bạn có hiểu cái con robot này nó có tác dụng gì không? Một thứ vô dụng. Chẳng có tác dụng gì cả. Đừng nghĩ cho đẹp ấy. Có mỗi con siêu quái là sợ. Từ đầu mình đi mình cứ nghĩ là con đấy nó là boss. Nhưng mà ai ngờ nó yếu hơn cả siêu quái. Chính ra con siêu quái mà là con khỏe nhá. Đi các bạn đi level cao ấy thì siêu quái nó mạnh. Nó càng mạnh lên ấy thì các bạn dễ toang lắm. Hơn nhau ở con siêu quái đấy. Còn mấy con robot này thì là một thứ vô dụng. Cũng may là mình mua cái bùa nên là bây giờ đấm nó dễ hơn. Biết nếu mà chưa hạ gục hết quái thì mình có để sang bên map kia được không nhỉ? Thử nhá. À chưa. Không sang được các bạn ạ. Còn siêu quái không? Vẫn còn một con siêu quái ấy. Nhiều thật. Hên là vừa nãy mình được tặng cho cái bùa oai hùng ấy. Là đấm siêu quái bên nó không khổ như lần trước nữa. Nào để xem khí ga hủy diệt là con nào. Hình như cái con robot vừa nãy là con nó là cái thằng nó đánh giấm thối bắt cái lìn ra và cái khí ga của con robot đấy là chính là cái khí ga hủy diệt ấy. Hello. Ô bây giờ lại quay lại vách núi đen đấy. Cái map này nó giống hệt mấy cái map đã từng có trong Ngọc Rồng thôi, nhưng mà mỗi tội là nó rộng hơn một tí. Được cái map mới là cái map giống như kiểu đảo Kame ấy, nó mới. Nhìn nó lạ mắt. Từ từ, mình mặc đồ sức đánh vào đã. Chắc là tầm mấy hôm nữa mình sẽ mời mấy ông VIP vào PT mình để đi nhá. Bởi vì mình thấy là như phải vào PT đủ 2 ngày thì nó mới cho đi. Nên là chắc là mấy hôm nữa mình sẽ mời mấy ông VIP vào để đi level 100 cho các bạn xem nhá. Yên tâm, cái này là nó cần sức đánh là nhiều nên là mấy thằng sức đánh thì chơi nó phải gọi là vãi lìn luôn rồi các bạn ạ. Ui mẹ, hai sơ quái kìa. Phần thưởng không biết nó sẽ được cái gì nhỉ các bạn nhỉ? Hình như là được cải trang ấy. Mình thấy có nhiều thằng nó cùi hơn của mình, nó vẫn cầm cải trang nó đi. Dạo chơi sắp khóc cả server mà chẳng lẽ mình lại không thể đúng không? Mà đây còn cũng chỉ là level 17 ấy nhá. Hello. Nó bảo gì đấy? Ta đợi các người mãi. Không, thực ra ý nó của nó là chào em, anh đứng đây từ chiều và anh chưa thấy bộ ngực nào to như bộ ngực của em cả. Rồi, mặc đồ sư đánh vào. Em cũng đứng đây từ chiều anh ạ. Nào, các bạn chuẩn bị nhá. Này thì đại bác này. Khẩu đại bác của nó không bao giờ to bằng khẩu đại bác trong quần mình được. À, vẫn còn có thằng đệ nó ra được báo thủ à. Ấy đấy, cải trang này các bạn ấy. Đang có một không thể... không thể lấy thêm á. Dr. Lichi 90% sự đánh. Ôi cùi vãi. Thảo nào nó cho đi dễ dàng như thế. Bởi vì cái phần thưởng nó quá ít ý các bạn. À thứ tư. Nếu mà thế thì chắc là mình sẽ đi hồi của cầu Genki nhá. Nó 245 triệu máu. Nếu mà mình dùng nhiều Genki thì mình sẽ được nhiều hơn. Mà tính ra phần thưởng nó ít quá. Được có cải trang 5 ngày này. Này thì đại bác báo thù này.
Mình cũng có một khẩu đại bác mà. Một khẩu đại bác ở trong quần của mình bắn một thứ gì đó thần kỳ ra từ cơ thể. Đó chính là chiêu Kamezoko. Nhìn này các bạn này. Các bạn đừng nghĩ vậy nhá. Một phát đại bác thần kỳ. Trời ơi. Bắn một thứ gì đó thần kỳ ra từ cơ thể. Mau chạy đi cho sắp nổ tung. Ôi tôi chết rồi. Nó lại còn thế là hành trang không có chỗ trống. Nó rơi ra 4 cái cải. Ủa nhiều cái. 1 5 cái cải trang các bạn. Bao nhiêu? 11% 6% sức đánh chí mạng. Chắc là cùi đấy. Thôi thì chắc là clip mình sẽ tạm dừng tại đây. Nhưng nếu các bạn thấy hay thì đừng quên bỏ lại cho mình một like nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sắp tới nha. Bye bye.